Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Kỳ Hân hạnh phúc khoe ảnh Mạc Hồng Quân xách đồ cha mẹ đi chợ. Vừa qua, đám cưới của đôi Kỳ Hân Mạc Hồng Quân đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Sau đám cưới, nhiều tin đồn cho rằng Kỳ Hân đang mang thai và cả hai chuẩn bị có kỳ nghỉ dưỡng tại châu Âu. Tuy nhiên, Mạc Hồng Quân đã phủ nhận tin tức vợ mình đang có bầu. Anh cho biết, kỳ nghỉ ở châu Âu chỉ là anh đưa Kỳ Hân về thăm gia đình mà thôi. Mới đây, Kỳ Hân vừa đăng tải trên Facebook bức ảnh Mạc Hồng Quân xách đồ cha mẹ cô đi chợ tại quê nhà. Cụ người mẫu dí dỏm chia sẻ rằng, nhìn cái tướng đi là biết lười rồi, đi chợ xách đồ ăn cho mẹ vợ có tí xíu thôi mừ. Chỉ sau 2 tiếng, bức hình giản dị này đã nhận được 2,5 nghìn lượt quan tâm từ các Facebooker. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.